đây. Kiếp gì Trung anh ơi? Trung à? Đúng rồi, chào bác. Chào bác luôn rồi, rồi. Nhanh thế. Câu nãy là chạy từ từ mà. Cách đây 4 cái số đoàn khu đơn tư, không phải cách đoàn tư, chạy ra 50 thôi. Bây giờ có tốc độ rồi, cái đoàn vừa qua chạy cho tình trạng luôn á. Còn bình thường ngoài chạy 60. Không, hồi nãy mới vừa qua chạm dưới á là... Đây nè, bác chạy trước đây nè, bác chạy sau nè. Chạy sau thì vi phạm này, bác chạy trước đây nè, bác đây nè, sau là bác kia kìa. Bác đi đâu đây? Nói chung là lâu lâu đi chơi thì... Thì bác đi đâu? Thôi lớn rồi cho bác. Bây giờ ra nghỉ á. Ủa, lên ra nghỉ á. Nay bao nhiêu tuổi rồi, 7 mấy chứ? 60 hả? Cảm ơn mấy chú nha. Cảm ơn mấy anh nha.